Con đứng ra đây, con đứng ra đây, đứng ra đây tí. Nhổ cỏ cho bố. Nhổ cỏ đi. Nhìn như bộ đội ấy nhỉ. Ôi ôi, lào cây bố. Lào cây bố. À, đứng vật của bố. Đứng đứng ở góc cây kìa. Đứng góc cây kìa. Sờ đi nhá, sờ đi. Cái gì sờ đi. Nè, đứng kia xem mà có đẹp, đẹp dài. Con gái nhìn có đẹp dài. Này bố cắt tóc rồi đó. Ừ, cắt tóc đẹp thế nhỉ? Ai cắt tóc cho Dương nhỉ? Dương. Ai ai cắt tóc cho Dương? Dương Dương ra nhổ tiếp, ra nhổ mấy cái nữa. Đó tốt mà nhỉ. Yeah. Nhỉ. Cỏ trồng gì tốt thế? Thỉa nhá. Thử cây nhá. Nhổ cỏ cho bố đi. Con đem ra cho các bác xem đi. Em còn cỏ cho bác xem. Nghĩa ở đây điện thoại này. Nghĩa đằng sau. Đấy, đứng ở đây thì mới thấy chứ. Để bố lấy cái kéo bố chuẩn bị cắt cây nhá. Lại nhổ cỏ tiếp này. Đấy, ai cắt tóc cho Dương không? Từ chiều tối mình mới vào được con ngồi cất cất quà đó. Em gương ác chi anh này. Ác chi anh. Gắn lồng cho nó xe vòng vô, vô thuyết.
cô đừng có thấy không. Con ơi, con đứng ra đây. Con làm bố giờ mới làm cây đây này. Biết chưa? Ơi các bạn ạ. Thì chiều nay thì con gái rồi là bận việc quá. Chỉ lấy được cái cây này ra tỉa tí thôi, cái cây mà mới làm mà vào dây thì mất thời gian không làm được. Đó. Hôm nay đau đầu thì dùng thuốc. Cố gắng thư giãn tí với cái cây đơn giản nhanh này. Để tỉa tí. Tỉa tí thôi. Mất cây kia thì hơi mất thời gian. Tỉa tí thôi. Ủa cái gì đấy?
Trình bày quá bằng thế bận đến nỗi không động được cây cối gì mấy hôm nay mà lại ốm đó. Ốm thằng em nó gọi nhà nó đang có việc nó làm mà nó cũng nhiều làm giúp đấy nhưng mà không làm được lên nó thấy mình tỉa cây nó có khi lại nó nghĩ mình nói dối nhưng mà không phải rồi làm nắm thuốc uống đau đầu kinh khủng xui bắt đầu đau đầu thế. Cố gắng lúc nó vãn việc thì mình làm tối mịt tỉa sơ sơ được thôi bác.
Sắp tối quá nên mình nhấc vào nhà. Nhấc vào nhà. Cái này thì các bác cũng biết rồi. Tỉa thôi chứ chưa làm gì. Tỉa sau có cái chim chưa tán nha. Nó rõ hơn bây giờ được với rắn. Tỉa bớt thôi. Để gọi lại có cái bác xem với Tuần. Chứ chứ không có cái gì mà mới lại về này cả các bạn nhé. Rồi. Mai là thứ hai rồi, còn này chúc cô bác một tuần làm việc hiệu quả nha.